Mời mọi người ăn cơm với mình nhé. Bữa này nấu đơn giản. Thì đây là cơm rang. Thực ra là cơm rang có rất nhiều cách rang. Đây là mình gọi là cách rang, nó cũng đơn giản thôi. Có khi mình rang cơm cho nó trắng phớ thôi. Nó chỉ cho vào, cho tí mỡ và đảo nóng. Nhưng có khi thì mình làm rất nhiều kiểu khác nhau. Cái kiểu rang cơm này thì nó mất công hơn một chút so với lại cơm rang trắng, nhưng mà màu nó đẹp hơn, ăn nó thơm hơn, vỏ nó giòn, nhưng mà ăn trong dẻo. Không bị mặn, cũng không bị quá nhạt. Ăn đơn giản với cả thịt rang cháy cạnh, diêm cà chua. Thực ra là nếu như trường hợp mà muốn cái nước này nó sốt nó ngon ấy, thì là chỉ cho một ít thôi. Còn mình cho nhiều là bởi vì là mình uống thay canh. Ngại luôn, mình ngại nấu rau cho nên là mình cho hơi loãng nước một chút để mình ăn thay canh nữa. Vừa thơm vừa béo, cơm rang vừa thơm vừa béo vừa ngon. Đậu tốt cho phụ nữ, đây là đậu trắng nhé. Đậu trắng mình cắt miếng vừa ăn nha, cho nó tao nhã. Cái này rất hợp khi nhà có khách. Cái kiểu cắt như này nó hợp khi nhà có khách, tại vì cái đậu này mà sắn ra ấy, thì nó vỡ, nó dây rớt ra ấy, thì nhìn nó không không có tính thẩm mỹ. Gia vị vào đậm đà lắm nhá. Nước thì nhạt đủ để uống thay canh, nhưng đậm đậu với cả thức ăn thì lại rất đậm đà, ngấm mắm ngấm muối. Ăn khi nó còn ấm ấm ấy, ngon. Cái này nó vừa đủ độ, không quá nhiều thịt và cũng không, nó có nửa thịt nửa chay ấy. Ăn cũng đỡ ngán. Đậu này là rán lên xong bắt đầu mới rim, để cho cái lớp vỏ nó dai dai. Bên trong thì xốp, ngấm 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 muối. Nó có một cái kiểu mà nó hơi khác một chút so với đậu trắng. Khi mình rán lên ấy, thì cái lớp vỏ này này nó dai dai, nó hơi gọi là nó không còn là cái lớp vỏ của đậu này, nó không còn là mềm như là đậu trắng nữa, mà bắt đầu là nó có cái gì đấy nha. Vỏ kiểu à xôm xốp dai dai của cái kiểu mà rắn già lên, xong rồi là ngấm mắm muối ấy. Ăn nó cũng dễ ăn. Nó khác biệt một chút so với cả đậu trắng nên nó cũng đưa miệng. Nấu làm sao để nước nhạt để có thể uống thay canh, đỡ phải nấu canh.
Ngại làm rau thì có thể làm như vậy, nhưng mà thịt, trứng với cả đậu lại phải đậm đà. Ăn cơm rang thì mình cũng sẽ có xu hướng thích uống nước canh hơn ấy, nhưng mà lại lười, không muốn mất công làm rau. Thế thì mình mới nấu cái nước này loãng ra. Này là trứng cút nhé. Trứng cút này. Dán cái lớp vỏ phồng lên. Xong bắt đầu mới cho vào diêm ngâm mắm muối. Cái vỏ nó tạo thành một cái lớp vỏ. Nó không phải là, nó không hẳn là dai, mà nó chỉ là nó không cắn, nó không 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 vỡ ngay như là mình ăn trứng không dán. Xong cái vỏ này nó lại dộp lên, nó ngâm mắm muối vào ăn nó cũng theo một cái kiểu à, nó đổi vị đi. Khi mình ăn nhiều trứng cút luộc hoặc là trứng cút bóc vỏ xong cho vào thịt diêm ngay ấy. Mình ăn sang kiểu này cũng dễ ăn. Cơm rang cho tí hành hoa này vào thơm. Quá quá hành hoa thơm. Mình đảo một chút thì màu nó không trắng ẻo ra nữa. Cho thêm một ít gia vị các thứ, các cái đồ ấy vậy thì làm nó ra màu này thì nó không trắng ẻo ra như là bình thường, nó mất thời gian một tí nhưng mà màu nó sẽ đẹp hơn, nó có tính thẩm mỹ hơn. Cũng là đảo cơm nhưng mà không cho thêm các thứ thì ăn nó không thơm, màu nó cứ trắng ẻo ra. Nhưng mà mình mất công một tí thì mình đổi màu cơm sang thì nó lại ra màu này thì trông nó lại đẹp hơn. Ba chỉ rang trái cạnh, xong rồi là diêm với cả cà chua. Cái này nếu mà trường hợp mà không ăn thay canh ấy, mình cho ít nước thôi thì cái nước này nó sền sệt vào, xong nó đậm đà nó cũng ngon lắm. Nó sẽ khi mình nấu canh thì mình làm như thế thì cái nước thịt này nó sẽ thành ngon hơn với kia, hơn là cái kiểu lấu loãng như này. Khi mình ăn nhiều thịt nạc ấy, thì sẽ thỉnh thoảng có hôm mình cảm thấy mình thèm thèm cái thịt cả lạc cả mỡ thì sẽ mua thịt ba chỉ này. Buổi tối mình nên ăn nhẹ nhẹ thôi, nó sẽ tốt cho cơ thể hơn. Không nên ăn quá no vào buổi tối. Trừ những trường hợp đặc biệt. Còn thường buổi tối mình chỉ ăn nhẹ thôi. Bát cơm. Thậm chí có khi mình chỉ ăn đậu hoặc là lạc hoặc là ngô, là kiểu là thay thay đi để cho đỡ chán đó. Đừng lãng phí thực phẩm nhé. Cái nước diêm thịt này nếu mà không nấu thay canh ấy,
Diêm nó sền sệt thôi, nó ít nước hơn thì nó ngon. Ừ. Nó đậm đà mà nó ngon hơn như này nhiều. Mỗi cái nó ngon một kiểu.